Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 2. Đến 19 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên giật từ cấp 8, từ vĩ tuyến 14,5 tới 20 độ Vĩ Bắc. Từ kinh tuyến 110 đến 115 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km và đi vào vịnh Bắc Bộ, rồi suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng sáng ngày 11 tháng 8, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổ bộ trực tiếp lên ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh tới Hải Phòng. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 tới 6 mét, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định tới Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động. Từ trưa chiều ngày 10 tháng 8, khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 tới cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, bao gồm các đảo ven bờ và các đảo nằm trên vịnh. Riêng vùng gần tâm bão đi qua thuộc phía bắc của vịnh Bắc Bộ sẽ có gió bão mạnh cấp 7 cấp 8 giật cấp 9 cấp 10, biển động rất mạnh. Gió mạnh kéo dài đến hết ngày 11 tháng 8. Tàu thuyền hoạt động tại các ngư trường biển, đặc biệt là tại vùng biển Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ nên có kế hoạch thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và di chuyển vào bờ. Trên đất liền, áp thấp nhiệt đới mạnh lên hút ẩm về phía nó, vì thế diện mưa và cường độ mưa ở các tỉnh miền Bắc có xu hướng tạm giảm, trời chuyển nắng trở lại. Nhiệt độ trong ngày hôm nay dao động từ 29 tới 32 độ. Tuy nhiên, từ tối và đêm ngày 10 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Nhiều nơi sẽ xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại khu vực ven bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Quá trình mạnh lên của áp thấp nhiệt đới và di chuyển chậm lên phía Bắc khiến cho mưa rông vì thế cũng dễ mở rộng hơn cả các tỉnh phía Bắc của miền Trung. Dự báo trong hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 70 mm, có nơi trên 100 mm. Ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung Bộ, lượng mưa thấp hơn, phổ biến từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 60 mm. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trên toàn miền chỉ dao động trong khoảng từ 28 cho tới 32 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục mạnh lên. Trong hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa ở nhiều nơi. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối. Trong đó, vùng mưa vừa mưa to ở Tây Nguyên tập trung tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 27 cho tới 29 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ ở mức từ 28 cho tới 31 độ.